Tết ngọt lành trong từng hơi thở. Mùa xuân đang đến, hoa đào ngăn ngát hương. Bạn đã sẵn sàng cùng Vi giải trí chạm vào Tết. Ôi trời ơi! Hôm nay anh đi đâu mà anh bảnh bao thế? Con mặc cái đồ gì trên người nó cũng bị sang chú ạ. Mai mốt đi, hai đứa mình lấy nhau về. Mọi người sẽ cảm thấy thật là sung túc, đẹp, hạnh phúc và yên vui. Xuân an nhiên, tân niên phúc lộc cùng Vi giải trí.